chào các thầy cô và quý vị khán giả đang có mặt ở đây. Con tên là Nguyễn Thị Hương, năm nay con 13 tuổi, con đến từ Quảng Ninh. Và sau đây con xin trình bày bài hát Hình bóng quê nhà, mong mọi người ủng hộ con nha. Cầu tre qua mấy con đê thăm đượm tình quê. Bao năm qua cách trở đường xa xôi ngược bom ba. Ôi kỷ niệm yêu mái tranh nghèo tỏa khói lam chiều. À ơi, con nước lớn chảy xuôi con thuyền giao nghiêng theo nhịp chèo bay ai ngã ngã câu hồ hồ ơi, gió đưa gió đẩy về đây ăn công, về sông ăn cá, về sông ăn cá, về đồng ăn cua. Đàn cò bay về nơi thương nhớ, nhớ bến sông xưa in hình bóng của miền quê. Gió đưa mây làm mây tím sóng xô ngập ngừng, chiều vẫn buông vẫn còn chờ ai như tóc. Từ lúc chào đời chẳng quen đất nẻ, sớm trưa chiều hè ôi đẹp làm sao, đêm sáng chẳng cao gõ nhịp dài mau. Nghe quê hương tiếng gọi mời thương nhân ngài tha phương, trong cõi đời ta giữ bên lòng hình bóng. Con ơi, con có thể hát một bài nào đó tiết tấu nó chậm hơn không? Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mấy trời lòng lộng không phụ kính công cha. Con nói chuyện thì đúng miền Bắc luôn. Khi mà con hát thì gây một cái sự ngạc nhiên đầu tiên đối với chú. Khi mà vào bài hát á, có lẽ là cái tiết tấu nó nhanh cho nên hát nó bị gấp, nó bị dồn dập và nghe nó không có điểm nhấn. Nhưng mà chú vẫn cảm nhận được cái giọng hát của con nên chú muốn thử một chút xíu nữa để xem cái sự lựa chọn của mình có đúng hay không. Chúc mừng con. Với góc độ một người khán giả thì khi nghe con hát thì vẫn chưa chạm được tới chú lắm. Chú cần thêm một cái gì đó để có thể là mình hòa theo được cái bài hát đó nữa. Như vậy thì ở góc độ chuyên môn thì như thế nào thưa thầy Quốc Đại? Thầy không biết là con có mất tập trung hay không, nhưng mà cái đoạn đầu thì con hát có vẻ là không tròn trịa. Bắt đầu từ bài lý con mới tốt. Và thầy nghĩ là thầy Nam Cường đã bấm thì thầy chúc mừng con. Tại sao con lại yêu thích những cái dòng nhạc hát về gia đình cũng như là về quê hương như vậy? Dạ là tại vì nó là sở trường với con, với lại cũng có một phần giống như hoàn cảnh con. Bình thường những lúc con buồn á
con làm gì? Con hát để cho nó quên đi cái nỗi buồn ấy. Và hình như là hôm nay con có đi với em của mình đó đúng không? Dạ, em với mẹ con. Dạ, xin phép được mời mẹ và em có thể lên đây cùng với bé có được không ạ? Mời chị và bé lên đây. Mình vào trong Nam được bao nhiêu năm rồi? Chị vào được 1 năm. Chị ở trọ trên quận 9. Thường thường thì đi là chị hát cho cháu bán. Nhưng mà chị vẫn ước mơ, dù rằng cái là một chương trình nào vẫn cho cháu theo, cho cuộc đời của cháu nó sáng hơn chị một tí nữa. Lúc đấy chị cũng vui lòng. Phải, cảm ơn Cường. Con xứng đáng có một nút bấm ở vòng này để con có thể tiếp tục thể hiện ở vòng sau. Nếu như mà con cần bất cứ cái sự giúp đỡ nào về ca hát sau cuộc thi thì con có thể tìm gặp thầy Đại bất cứ lúc nào nha. Và một lần nữa xin được chúc mừng cho con đã về được với đội của thầy Nam Cường và thầy Mạnh Quyền, lớp học Xì Trâm. Và thưa tất cả quý vị, ngay bây giờ sẽ là phần dự thi của thí sinh tiếp theo. Và một lần nữa xin được chúc mừng cho đội của lớp học Xì Trâm đã tìm kiếm thêm cho mình một học sinh nữa rất ngoan và rất đáng yêu. Chính chiều ruột đau nhớ mơ.
đời thương nhớ con, lòng mẹ như con nước, trái tràn ra muôn nhánh sông, sông sâu nghiêng bóng dừa, biển đẹp kêu nước lớn. Sớm hôm chàng ngại gian khó, gian nan mẹ như cánh cò, dài dài trên lúa xanh, mồ hôi cùng bao gió sương, một đời gian đôi cánh, tao tận cho lúa thơm, con thơ cười dù khung khinh, đó là niềm vui biết bao. Là mẹ của con, yêu từng bước chân con về, mẹ là bờ đê trên con đường đến trường. Chị hai đi chợ về, chắc đói lắm đúng không em? Dạ. Giờ chờ chút xíu, chị dọn cơm cho hai em ăn nha. Chị hai ơi, nghe giọng của chị hai nói, em nhớ mẹ quá à. Chị hai ơi, chừng nào mẹ mới về với chị em mình vậy chị hai?
còn trong nỗi cha bỏ con bơ vơ đi theo người, cậu đêm về cứu mang vì thương cháu khắc sửa bố tay mồ côi lúc chào đời cậu qua đời khi con vừa thôi nôi. Sao nhẫn tâm mở đêm con cho người, ngày qua ngày con âm thầm khôn lớn, thầm yêu một mình lay lớn giữa giờ một lần. Con gái nhớ mẹ về đây. Chị hai ở đây rồi. Cậu qua đời khi con vừa thôi nôi. Sao nhẫn tâm mở đêm con cho người, ngày qua ngày con âm thầm khôn lớn. Tiếng Việt su bê
con vào đời bằng phần thơ, những cánh con bay dập mộng mơ. Tiếng Việt cha dạy con những chiều bay cánh diều, câu đồng dao bên bạn quê cho con nhìn quê mình tình yêu. Tiếng Việt trong bài thơ có người xưa chinh phủ, ngồi mỏi mòn đợi chờ chinh phủ, hoa đã rồi lời ca vẫn còn. Tiếng Việt còn trong mọi người, người Việt còn thì còn nước non, giữ tiếng Việt như ngày nào, hào hùng xưa mãi vọng ngàn sau. Tiếng Việt còn trong mọi người, hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn, giữ tiếng Việt cho nỗi đời, lời quê hương ấy lời sáng soi. Còn đội mưa tiếng Việt còn đỏ đêm, tiếng hò ai bay rộng, giọng hò tìm người về quê hương cho con nhìn quê mình tình yêu. Giọng hò tìm người về quê hương cho con nhìn quê mình tình yêu. Sao niềm vui phơi phới, mưa cho đám lúa gieo thanh bình, mưa cho những chú trâu vây mình, mưa cho mẹ già em bé cười đậm tình, mưa trên những nhánh sông mơ màng, mưa trên những lũy tre quanh làng, từng giọt nhẹ nhàng rơi trên lá. Trên đồng mưa tươi mát khát khao trong lòng, cho gia đình nồng thêm nghĩa tình vợ chồng. Hò ơi ơi hò, tiếng mưa rơi đều rạt rào tình quê hương mẹ.
đời mang đã sanh thành trẻ. Mẹ chờ tin con như cánh đồng chờ mùa mưa tới, lặng lờ bên sông ngóng tìm nơi nào là con. Trời làm giông tố làm chi chi thêm đau lòng, lại trời mưa xuống rơi trên cánh đồng đợi chờ. Đừng làm cho chia cách nhau gia đình lìa ta, mẹ già cõi con thầm mong có con bên cạnh, dù hàng ôm khổ nhưng lòng mẹ nghe ấm áp. Một giọt cánh chúa sớm đầy tình mẹ biệt, làm con nhớ tới một người đã từng nấu cho con ăn, mà bây giờ người đó lại không còn trên đời này nữa. Ai vậy con? Đó chính là mẹ con. Oh.
sao muôn xanh buổi trưa còn hay, cơn mưa chiều mẹ lối đồng xa, thương con không nghĩ thân mình, mẹ dầm thank you.
Lời đầu tiên con xin kính chào tất cả các thầy cô. Con tên là Ngô Văn Trần Tú. Năm nay con 10 tuổi và con đến từ Bắc Ninh ạ. Sau đây con xin trình bày ca khúc Nỗi Buồn Hoa Phượng ạ.